Xin được kính chào tất cả các đồng minh thân yêu của tôi. Chào đón tất cả các bạn đến với video quán ăn vặt kiểu Mỹ, tức săn lùng food truck 2. Nhưng mà trước khi video này được bắt đầu thì tôi xin được tâm sự với các bạn chút xíu. Dạo này có một số đồng minh nói là tôi nhìn hơi mập lên ký. Vâng, thưa các bạn, cái đó tôi đồng ý. Là tại vì đó là hệ quả của cái việc mà thức khuya làm phim rồi ăn khuya. Chưa tính cái chuyện mà đi săn lùng food truck như thế này, đêm ngày cứ ăn miết. Nhưng không sao, tôi có niềm an ủi là dẫu biết ăn nhiều rồi sẽ mập, nhưng nhũ lòng càng mập lại càng xinh. Mẹ của tôi chính là người mà nói cho tôi biết là tôi vẫn còn nhìn đẹp trai lắm. Thưa các bạn, tôi không có hoài nghi về cái câu nói đó. Đến mãi bây giờ tôi vẫn còn rất tự tin. Một số đồng minh khác thì lại nói rằng con mắt của tôi dạo này nhìn hơi thâm đen. Thì như tôi đã nói là tại vì thức khuya làm phim, không thâm đen nó mới lạ đó. Nhưng mà kính thưa tất cả các đồng minh, người ta có câu: người khôn con mắt nó đen xì, người dại con mắt nửa chì nửa thâu. Thôi thì tôi cũng an ủi như thế, mắt tôi đen là tại vì tôi khôn. Quay trở lại với cái chủ đề chính của cái video này, thưa các bạn, săn lùng food truck 2. Video này đã được chúng tôi thực hiện vào ngay giữa tháng 3. Đến lúc mà nó được ra đời thì chắc chắn là đã được kéo dài gần tháng rưỡi. Nhưng mà tôi hoàn toàn hài lòng với cái video này, là tại vì chúng tôi đã vượt qua bao nhiêu gian nan cực khổ. Cuối cùng video này đã tung ra thị trường, và tôi tin rằng các bạn sẽ chào đón rất nhiệt liệt. Dành cho tất cả các đồng minh mới nào mà chưa biết lịch sử của food truck thì tôi xin được nói ngắn gọn thôi. Food truck là gì? Là quán ăn lưu động, thưa các bạn. Tổ nghiệp của cái bộ môn ăn vặt này đó là cái ông Chuck Wagon. Ngày xưa thì ông bán cho cowboy hoặc là mấy nông dân, nhưng mà rồi ông được nổi tiếng, người ta bắt chước theo. Hiện tại bây giờ nó không chỉ nổi tiếng tại nước Mỹ đâu mà đi toàn thế giới, và có nhiều ẩm thực ra đời, nổi bật nhất là ẩm thực Mexico. Lịch sử chỉ có ngắn gọn như thế thôi. Thưa các bạn, lý do tại sao video này lại kéo dài đến một tháng rưỡi mới ra đời như thế thì tôi xin được giải thích như sau. Là tại vì ngay trong thành phố của chúng tôi tuy có rất nhiều food truck, nhưng mà đa số như tôi nói là đều là Mexico. Trong video đầu tiên tôi đã quay nhiều nên tôi không muốn đi săn lùng trong thành phố của tôi nữa, nên lần này tôi quyết định đi xa, đi thật xa để mà kiếm, hy vọng sẽ kiếm được những cái món ăn mới lạ hơn để gửi đến cho các bạn. Tất nhiên không phải chuyến đi nào cũng thành công nha, có nhiều chuyến đi hào hứng lên đường rồi ra về với những bàn tay trắng. Nhưng một câu nói rất quen thuộc của tôi đó là tuy chuyến đi có thể thất bại nhưng ngược lại chúng ta có một chuyến đi. Vâng, thưa các bạn, vẫn câu nói đó, văn hay không cần chữ nhiều, video chất lượng không cần quá dài dòng. Và sau đây video săn lùng food truck 2 xin được bắt đầu. Quên, lý do tại sao tôi mặc đồ lịch sự thế này, thưa các bạn, tôi lịch sự là tại vì tôi là người lịch sự. Video bắt đầu nhé. Hôm nay là ngày đầu tiên lên đường đây. Đây là một cái thị trấn khá nhỏ, nằm cách thành phố của tôi khoảng 3-40 phút gì đó. Tôi chạy một vòng nãy giờ tôi chẳng biết luôn. Bây giờ thì tôi đang có mặt cái chỗ này. Chỗ này phải gọi là đồng vắng. Nhìn quanh tôi chẳng thấy nhà cửa, toàn là thấy mấy chiếc xe cày cũ kỹ mà người ta đã bỏ phế lâu năm rồi. Mà khổ nổi là không có chiến hữu đi cùng. Rất là khát khao để thực hiện cái food truck lần 2, nhưng mà cái việc làm này thì dài hơi lắm. Mỗi tuần phải đi theo tôi 1-2 ngày, cho nên không có anh nào tham gia cả. Bây giờ là giữa tháng 3 nè. Cái thằng em trai kết nghĩa của tôi thì từ ngày giờ nghe đồn có bạn gái rồi, cho nên là muốn anh ta tham gia như là cái food truck lần 1 khó khăn vô cùng. Mà kiếm người khác thì không được, ai cũng có công việc làm, nên tôi đành phải lên đường mình mà thôi. Thì mình quay được chừng nào hay chừng đó, rồi khi mà kiếm được thành viên á thì tới đó tính sau. Thì hôm nay chạy tới một cái chợ nha, họ bán, họ ươm những cái cây ăn trái hoặc là rau củ để mà cho người ta tới mua về nhà trồng. Thì kế bên tôi nhìn thấy có cái food truck này. Lúc đầu nhìn coffee tôi nói rồi, coffee nữa hả? Mặc dù có nhiều bạn rất là mê cái món này, nhưng mà nếu ăn với cái món gì đó mà có coffee đi chung á thì cũng nói gì đây, coffee không á thì có vẻ hơi đơn điệu chút. Ghé vô mới biết được rằng là ngoài cái việc mà họ bán coffee ra thì họ còn có bán thêm tôm nữa, tôm luộc này, rồi xúc xích này, rồi bắp này. Lập tức tôi bờ ba món đó liền. Thì bây giờ ngồi chỗ này lý tưởng, ăn liền đi, rồi sau đó tiếp tục hành trình đi kiếm được cái nào hay cái đó nha. Đây, những món ăn đầu tiên của video food truck phần 2 nha. Nhiều đây thôi. Tôm luộc với nước ớt. Bên này là xúc xích và bắp. Hồi sáng giờ chạy vòng chắc là phải 2 tiếng. Xúc xích. Ngon. Được nha. Luộc không quá mặn. Như tôi nói là hôm nay là giữa tháng 3. Video này khi nào ra đời thì tôi chưa biết. Và điều quan trọng là quay lại những cảnh đẹp, những nơi tôi đi qua cho các bạn coi. Như vậy thì mới tăng thêm nét thú vị. Vừa có đồ ăn, vừa có phong cảnh. Như vậy các bạn không thương tôi mới lạ đó. Phim này có thể hơi dài đó. Tôi quyết tâm phải quay thật nhiều nơi. 2-3 tháng mới ra không thành vấn đề với tôi. Điều quan trọng là lúc mà tôi làm ra tôi cảm thấy vừa ý hay chưa. Tôi cũng khá bựa chứ. Đây này. Đây.
Hy vọng các bạn quay những cảnh này không phải là để các bạn thấy con tôm nó đẹp ra sao, nhưng mà chỉ muốn cho các bạn hiểu là những quán ăn vặt kiểu Mỹ đó có thể là ở trên một chiếc food truck, họ có thể nằm bên lề đường cũng là quán ăn vặt, mua và đi. Cái vỏ nó khó bóc qua, thôi chơi vỏ luôn nha. Chơi vỏ chắc chết đâu hả? Ngon nha. Rất tiếc quên đem chai Tabasco đi. Đặc biệt là món Mỹ với là các món béo béo của nước ngoài thì cần Tabasco lắm. Còn nhiều lắm. Nhưng cái này chắc đem về nhà ăn. Ngồi đây review các bạn thấy thôi. Thú thật là đi một mình cô đơn lắm. Đi xa mà có bạn đồng hành nó ngồi tâm sự được. Nhưng mà đôi lúc cái điều kiện không cho phép thì mình phải chịu thôi. Mình làm việc của mình mà. Động máy khúc này nha. Hẹn các bạn một ngày khác, chúng tôi sẽ tới một cái food truck khác. Một ngày mới lại đến. Hôm đó tôi lại trở thành lữ khách cô đơn. Tiếp tục lên đường đi săn lùng food truck. Tôi đã đi rất xa, nhưng chuyến đi thất bại. Nhưng mà trong cái xui nó có cái hên. Vì chạy vòng vòng nhiều quá nên xe hết xăng. Dừng lại để đổ xăng thì bất thình lình tôi nhìn thấy một cái food truck đang hiên ngang nằm đó, đối diện với cây xăng luôn. Đi mòn đi giày lùng không ra. Cuối cùng tình cờ vào chỗ này đổ xăng thì gặp ngay đúng cái anh Mỹ Trắng này, rất là hiếu khách. Nói chuyện với anh ta thì anh ta cho phép quay phim thoải mái. Rất là may mắn, không phí một ngày của tôi. Hôm nay đơn thân độc mã đi mà kiếm được chỗ này là quá tuyệt vời rồi. Tâm sự với anh ta thì tôi biết được rằng ngày xưa thì anh ta đi làm hãng, nhưng mà cái đam mê nấu nướng đã thôi thúc anh ta. Mở nhà hàng thì anh ta không có khả năng, nên cuối cùng cái food truck này mới ra đời. Và anh ta đã làm được cái nghề này 5 năm. Tôi hỏi anh ấy món gì là tuyệt chiêu của cái food truck này, thì anh ta nói rằng món heo rút xương ăn với barbecue sauce. Rồi anh ta liền cho tôi thử ngay. That's butter, huh? Wow, phải nói là quá ngon. Tôi mua ngay một hộp. Trở về lại xe, tôi ngấu nghiến đến miếng cuối cùng. Và rồi, một tuần mới lại đến. Chính xác là vào đầu tháng 4, cuộc săn lùng tiếp tục. Rất may mắn, tôi đã kết nạp được một âm binh để tham gia cùng với tôi. Vâng, thưa các bạn, đó chính là Lâm Mạc Sầu. Chính xác thì thằng này là em họ của vợ tôi. Vừa qua đây để đi du học, điều đặc biệt là anh ta cực kỳ dễ ăn. Món gì cũng nói good, good. Và đó là lý do chính mà tôi mời nó đồng hành. Nhưng lúc đầu thì nó cứ tưởng tôi kết nạp nó chỉ vì nhan sắc. Tới rồi. Úi sao là chạy. Thì công việc mà kiếm food truck càng ngày càng khó khăn á nha. Phần 2 này ra đời chứ, tôi nghĩ phần 3 chắc khó ra. Kiếm nát đất chạy hết xăng rồi. Đó, thưa các bạn, tôi chẳng biết cái đó là của nước nào luôn á. Nghe nó kêu là Taqueria Don Beto. Yes. Không biết là của nước nào luôn. Nhưng mình vô nha. Có còn hơn không. Vào đây chúng tôi mới biết thì ra là food truck của Mexico. Tôi định không có quay, nhưng thằng Mạc Sầu liền khuyên tôi có còn hơn không, cùng lắm chúng ta kêu toàn là món mới. Thật thiệt á, cái chỗ này nó không có hình cho mình coi luôn, chứ nên chẳng biết món gì. Thì cuối cùng thưa các bạn, Lâm Mạc Sầu lựa cái món này gọi là gorditas, còn tôi thì kêu món quesadillas. Yes. Tôi chẳng biết món gì luôn, nhưng mà hai anh em kêu thịt bò, thịt heo và cái loại da heo này nghe có vẻ hấp dẫn đó. Thì bây giờ lấy hai chai Coca-Cola đi, trả tiền rồi. Mày thích uống Coca hay là uống Fanta? Nước đó nước gì? Nước của mẹ đó. Nho. Nho à? Thưa các bạn, Lâm Mạc Sầu anh ta rất là vẽ vời đó, một cái tiếng văn chương người ta vẫn gọi là đồ Picasso đó. Lấy đi, nhiều chuyện. Đi vô xe tao lấy cái muỗng thần thánh mở cho nó ngầu. Có đồ chơi đàng hoàng nha các bạn, nhận ra chết boyo này, muỗng thần thánh này, ly này. Đó. Vâng thưa các bạn, muỗng thần thánh. Thấy muỗng thần thánh lợi hại chưa? Không, cái này là dành cho cắt dây. Mình mở là mình phải mở kiểu dao hai lưỡi. Đó. Nhẹ nhàng không hay cứng? Nhẹ. Rồi, mình vô đi, chúc mừng cho mấy anh mẹ. Go. Đi đâu có cái này lợi hại thấy không? Mở bia, cắt dây rồi gì là có sẵn hết. Yeah, sợ anh Lâm. Anh treo giống treo hàng á, hàng nóng á. Ở Việt Nam bị công an bắt vì cái tội đem hàng nóng rồi đó. Móc muỗng rồi quất liền. Mở ra coi Lâm.
Một lần nữa, chúng tôi phải đương đầu cái chuyện là không có chỗ ngồi ăn. Ồ, cái bánh này giống bánh xèo Việt Nam mình vậy bấy. Đó, nang cái gì có chanh. Búp lên coi. Banh nó ra coi. Banh dữ vậy. Ờ vâng thưa các bạn, chương trình banh hàng. Ồ, cheese. Ồ, thịt heo. Nó có thịt mỡ nữa kìa, với hành. Nhìn ngon gớm. Để lại đi. Này chắc nhét vô trong quá. Ừ thì phải nhét. À cái nào là cái nào? Tao cũng chẳng biết, mày đừng có hỏi tao. Mày đừng có hỏi tao cái nào là Kyusha đi tắt rồi cái nào là Godzilla. Đây là thịt bò này. Ngon á, nhìn có vẻ nạm nạm ngon á. Không nhưng mà cái dưới á là tao kêu da heo. Ô trời, vâng thưa các bạn, anh ta đang đào sới. Ở Việt Nam anh ta làm nghề đào mộ mà. Ồ da heo ngon á. Rồi bây giờ mình đi kiếm chỗ ăn đi. Đi, đầy lại. Rồi, vừa mới mua xong. Trở lại xe. Đó, lắm mặt sau. Ủa, hưởng thụ thế. Thiệt lâu lắm rồi tao mới uống lại cái chai Coca-Cola nằm trong chai này á. Ở Việt Nam bây giờ cái chai này còn thịnh không hay là vẫn là cái lon? Lon nhiều hơn. Lon nhiều hơn. Chai Việt Nam lại nhỏ. Nhưng mà hồi đó mình bán ve chai được cái chai này cũng có tiền phải không? Hình như tao nhớ chai này tao bán được 200-300 gì á. Rồi, quay trở lại với vấn đề thưa các bạn. Bây giờ anh em chúng tôi lại gặp một cái vấn đề gian nan, đó là chẳng có nơi để ngồi ăn. Nó khổ dễ sợ. Bây giờ chạy đâu để kiếm chỗ ăn đây? Cái anh chàng người Mexico kia tặng cái chai nước. Tôi hỏi có nước lạnh không? Tại vì ăn cái món này này, có thịt heo rồi có ớt cây này nọ nữa, mình có ly trà mình uống là phải gọi là blue. Thì tôi không có đem theo nước lạnh. Các bạn thấy mà trong cốp xe tôi có đem theo cái chết boil đó. Ở trong đó có nguyên bộ đồ nghề pha trà, pha cà phê mà. Thì anh ta cho chai nước lạnh miễn phí luôn. À, rất nhiệt tình. Chỗ này nó khác lạ hơn so với mấy chỗ khác nha. Thường thường mấy cái food truck là đàn bà bán, mà đây chỉ có ba được rửa thôi. Ngầu vậy chứ. À, thôi lên đường nha, đi kiếm công viên. Ôi trời ơi, nãy giờ chạy vòng vòng đi kiếm cái công viên ngồi mà ăn. Không có. Tôi đành phải gọi cầu cứu biệt thự tôi. Rồi tại vì tôi nói đang chạy xe, kiếm không được cái công viên nào hết. Em làm ơn em lên mạng em kiếm giùm đi. Thì cô ấy nói là cô ấy đang kiếm, lát gửi địa chỉ giờ đó. Tiếp tục đi kiếm nha. Ê Lâm, cái đường mình đang đi như thế này mình gặp cái food truck nào mình dừng lại luôn nha. Không có kén chọn. Mình mua lần mình tới mình review lần cho nó sướng luôn đi. Ăn lần cho nó phê. Nói thiệt sáng giờ là hai anh em chưa ăn. Hiện tại bây giờ đã là 1:51 này. Chạy từ sáng tới giờ. Đó. Thì bây giờ thấy cái nào là mình mua cái đó luôn. Đem lúc mà biệt thự tôi gửi được cái địa chỉ công viên nào đó là chạy tới là mình nẹt bô nha. Nẹt bô mỏ đó. Tiếp tục lên đường. Trời ơi, chúng tôi vừa mới tới cái khu vực này này. Nhìn thấy cái bà El Salvador mà đang đậu đây này. Yeah, sợ luôn. Thằng Lâm mặt sau nó nói với tôi á, là thứ tư thì nó thấy bả xuất hiện vòng vòng khu vực trường của nó. Mà còn ngày thứ năm á, thì bà la xuất hiện trên đường Florida. Các bạn còn nhớ bả mà. Người đàn bà mà bắt chúng tôi nói tiếng Anh mỏi tay hơn mỏi miệng đó. Ê you, give me soda, Coca-Cola, Fanta, ok. Đó đó, chính là bà đó đó. Lần này bà đậu ở đây, cách thành phố của chúng tôi 40 mấy phút. Mà tình cờ lại gặp bả. Lúc nãy có hai cha con khách tới ăn. Bây giờ không có ai. Đồ ăn bả thì ngon thật. Nhưng mà thôi, tôi ăn rồi. Với lại review lại cũng chẳng có gì hấp dẫn để mà review. Với lại chúng tôi đang có đồ ăn. Biệt thự tôi vừa mới gửi địa chỉ rồi này. Bấm địa chỉ vào rồi. Đôi lúc phải cần nhờ đến cái tài quân sư của nàng. Từ đây chạy tới đó mất khoảng 1.8 mile thôi. Lên đường. Đói bụng á, đói bụng chưa Lâm? Lâm mặt sầu. Nãy giờ ngồi uống Coca đi, nó dằn cơn đói nè. Đói rồi. Tới nơi mình vừa gần hết chai đó. Bây giờ mình vừa tới nơi vừa review đồ ăn mà vừa. Trong khi đó thì có cái ấm trà thần túc kế bên, vừa review đồ ăn vừa review trà. Trường hợp này mình phải nói gì lắm? Đói quá rồi. Không phải đói quá rồi. Ý là trường hợp đó mình phải nói gì lắm? Mày phải nói là blue. Đó. Định bày nó nào còn nó hiểu rồi thấy không? Thằng này rất giỏi. Và rồi chúng tôi đã tới được cái công viên của quân sư biệt thự giới thiệu. Nói thật là cái công viên này nó đẹp, nhưng có điều nó đông người quá. Thấy chưa, góc cạnh nào cũng có người ngồi ăn rồi này. Bây giờ một là chúng tôi tiếp tục lên đường để kiếm cái công viên khác. Còn hai thì kiên nhẫn đứng đây chờ họ ăn xong chúng tôi vào. Không biết ý của Lâm mặt sầu thế nào. Ngồi chờ hay đi Lâm ơi? Chờ hả? Ok, nếu mà nó vừa đứng dậy là mày lao vô liền nhá. Vậy là chờ, chúng tôi quyết định chờ. Tại vì nó nằm kế bên con sông nhỏ dễ thương mà. Ngồi đây vừa ăn vừa uống trà là ngắm cảnh nữa. Được á.
quyết định xách đồ ăn vô, nước, ly pha trà. Chúng tôi sẽ đi kiếm một chỗ đây, hoặc là ít nhất là chờ họ đi. Cuối cùng thì anh em chúng tôi đã có bàn. Ăn liền đi, mình ăn cái nhỏ kia trước đi. Cái này có hai phần. Rồi đây, cái này là Ticoletitac Goditanilac. Không biết là đúng nữa. Từ ớt này, bơ với là ớt xanh của nó đó, ăn cũng gây cay. Qua này trà tôi quay gọn không? Chừng này là mình nấu được 3 lần rồi. Lễ phục sinh 2018, nấu ăn ở công viên Lá Vàng thì các bạn đã biết cái này rồi, chẳng có gì lạ. Nhưng mà đây tôi quay cho các bạn thấy là cái này rất là tiện dụng. Đi đâu mình có thể đem theo, xài liền lập tức. Thấy chưa, có chân chúng này nữa, mình có thể đặt bất cứ đi đâu. Bữa nào tao sẽ đem theo cà phê. Hôm nay thì hơi nắng, nhưng mà được cái là hôm nay mát, các bạn thấy cái bình nó lạnh này. Trời mát lắm, nó có cái nút này, mình đưa xuống, vặn nhẹ nhàng cái nó vô. Rồi nha. Và sau đây là chương trình nấu trà được bắt đầu. Rồi lên. Nóng nhanh lắm, 100 giây là sôi liền mà. Ở chừng đó rồi. Làm bây giờ luôn. Rồi chờ cho nó nguội. Vừa review đồ ăn vừa uống trà luôn. Bây giờ Mỹ Trắng đi qua đi về thì đang nhìn hai anh em chúng tôi kìa. Hai. Chết bối ô. Trà. Thi. Tiếng Bắc gọi là chè. Ok. Không nóng nha. Tưởng nó nóng thì ra nó không nóng. Xài. Lần là lần thứ hai cho nên chưa rành lắm. Vậy thôi, để này cho nó nguội. Khi nào mình uống rồi anh em mình đổ ra. Bây giờ đồ ăn. Bò hay da heo? Lấy một cái đi, lấy cái ra riêng đi. Làm đôi, mình có vũ khí đi mà. Thì cắt vậy là chia ra đi. Một cái mùi da heo thơm nha. Cái đó da heo phía dưới đó. Ừ. Có vũ khí mà. Lâm mặt sau chúng ta rất là nghiêm trọng. Rồi cắt cái này luôn, cái này bò. Ra đường có gì móc muỗng ra chơi thì ở Việt Nam á đừng có đem dao bấm làm gì, mua muỗng về luôn. Hành trình da heo từ dưới lên. Miếng da heo nó nấu mềm nha. Mình ăn giống như miếng bột lọc. Nó không có hôi luôn á. Nó không hôi. Ăn như miếng bột lọc. Nhưng mà nó ngược lại nó lại thơm cái mùi tóp mỡ. Rất dễ ăn. Ngon. Đây. Đó, bò thì giống như là nạm thôi phải không? Nạm rồi nó bầm ra. Có mỡ. Nhìn ngon đó. Ngon quá. Thịt bò. Thịt bò nha. Vô. Cũng ngon. Nhưng mà không ngon bằng da heo. Da heo vậy mà nó có mùi đặc trưng riêng, rõ ràng luôn. Và là sau đây là chương trình dầu ua. Dầu ua cay. Ngon lắm ấy. Cái ly còn nóng này. Còn một cam này. Rất là ngọt nào. Rồi ăn nữa đó, ăn mình ở bên này. Lại biết sao, tại tay mày động bên này rồi. Mẹ nó nấu gì cũng cay. Thấy mà cũng có mỡ ở đây nè. Nó ăn mỡ, ăn phô mai nhiều quá ha. Hèn gì ở Mỹ đã có câu đó, mông mập như mông mễ đó. Ăn chi ăn bơ bao nhiêu nó độn vô cái mông nó hết. Vô đi. Vâng, anh ta làm việc theo bài bản. Và cứ như thế, hai anh em chúng tôi làm hết món này liền bay qua món khác. Trà thì chúng tôi cũng tu ẩn ực, thiếu điều nhai luôn cả xác. Thưa các bạn, phải nói thật là nếu không có các cuộc săn lùng food truck thì đời nào mà tôi cùng với một thằng đàn ông ngồi ăn với nhau ở trong công viên như thế này. Cho nên tôi xem đây như là một kỷ niệm đẹp, cũng như là một sự hy sinh vĩ đại dành cho Lâm Mạc Sầu. Cái tương ớt này ăn nóng ruột đó nha. Coi như lại xong một buổi nha. Hành trình săn lùng food truck của chúng tôi chưa xong đâu. Hôm nay chỉ mới đầu tháng 4 thôi. Phim này khi nào ra đời tôi còn chưa biết. Vào một ngày trời không có đẹp cho lắm, lúc đó đã xế chiều, tôi nhận được tin vui của cái food truck Việt Nam từ vợ thân yêu. Chắc chắn các bạn còn nhớ cái food truck của cha nội dân chơi Việt Nam mà phần 1 tôi đã đi tìm miệt mài mà mò mãi không ra. Trong phần 2 này tôi quyết bắn hạ dân chơi này bằng mọi giá. Ôi trời ơi, bao nhiêu vất vả để mà đi săn lùng cái chú này. Thì may quá hôm nay biệt thự tôi trên đường đi làm về,
thì bắt gặp chiếc xe của ảnh đậu đối diện cái tiệm Việt Nam ở trong thành phố luôn. Vì biệt thự của tôi mới dừng lại mua vài pound codfish. Và rồi thì biệt thự tôi đã xin được cái thẻ của ảnh này, thẻ business card của ảnh này. Để coi sau lưng có những món gì đây. Đây, cua luộc, codfish này. Rồi là cái gì, sườn bò nướng hả? Cơm sườn heo, cơm sườn bò nướng, rồi là cà ri, rồi bánh mì, rồi... Úi trời, hôm nay thì không có tiền để tôi lên đường. Nhưng mà một ngày đẹp trời, tôi sẽ tới. Vài hôm sau, tôi lại nhận thêm một tin cực vui từ Lâm Mặt Sầu. Chuyện là anh ta tình cờ nhìn thấy cái food truck Việt Nam nằm trong khuôn viên của trường học. Nó liền lết tới, chào hỏi, rồi làm quen. Vì nó biết là tôi đang săn lùng cha nội này ráo riết. Sau cuộc gặp gỡ đầu tiên đó, thì nó kể lại cho tôi hay. Ông chủ của food truck này tên là Long, nhìn khá giống MC Phan Anh và thức ăn rất ngon. Đặc biệt là món codfish thật tuyệt vời, được luộc theo cái công thức khác lạ. Cái đó tôi đồng ý, vì khi vợ tôi mua về, tôi có thử rồi. Và rồi vào một ngày thứ bảy sáu trời, hai thằng tôi lên đường tới điểm hẹn. Nhưng một lần nữa tôi lại thất bại. Mày nói ông đầu đây hả Lâm? Trời ơi, đâu thấy đâu. Mày gọi ông đi. Mày có số điện thoại của ông mà phải không? Gọi đi, gọi ông coi. Sao kiếm cái cha nội này cực dễ sợ. Cái cha Phan Anh này, nó là thiệt á. Hey. Gọi điện thoại thì chẳng có ai bắt máy. Lên Facebook thì thấy chả viết rằng vì lý do thời tiết nên nghỉ phẻ. Thực sự lúc đó tôi muốn đồ sát cái cha nội này ghê. Và kính thưa các bạn, bất lực nên tôi đâm ra bất mãn. Và tôi quyết định bất cần dẹp cha này luôn. Vì tôi đã có ác cảm với Phan Anh food truck này trầm trọng lắm rồi. Lúc đó tôi cứ tưởng tượng chắc anh ta đang ngồi ở nhà, ngồi run đùi rồi nói rằng: hai anh em chúng tôi vẫn đang tiếp tục cái cuộc hành trình đi săn lùng food truck đây thưa các đồng minh. Các bạn có thể thấy một hình ảnh rất là quen thuộc, mưa máy bay. Nhưng mà việc đó chẳng ngăn cản gì những bước chân hùng dũng của anh em chúng tôi. Nói thật chứ bây giờ tôi chẳng biết đi đâu để kiếm nữa rồi. Tại vì bây giờ mà chạy xa lên 2-3 tiếng đi mà tới đó mà kiếm không có thì chết, ôm đồ máu ra về. Nên lúc nãy chúng tôi có lên mạng nghiên cứu thì nói là có hai cái quán ăn vặt nhá. Cái kiểu quán ăn vặt mua rồi đi chứ không phải là cái ở trên chiếc xe. Nhưng mà họ bán những cái món thấy cũng thú vị thì tới đó tôi quay. Mà đi hơi xa đó, từ đây chạy xuống đó phải 45 cho đến 50 phút. Thì tới nơi, cảnh vật xung quanh đó như thế nào và đồ ăn ngon ra sao. Hay, tiếp tục đồng hành với tôi. Thời tiết bên ngoài bây giờ là khá xấu, vẫn như thế thôi, mưa lất phất, mưa máy bay. Thì hai anh em đi xa thế này thường thường chúng tôi ít nghe nhạc lắm, để có thời gian tâm sự với nhau, tìm hiểu nhau chút xíu. Thì trong lúc mà anh em tôi tâm sự thì cũng có chuyện này vui lắm. Tại vì Việt Nam mới qua thì anh ta còn biết nhiều chuyện Việt Nam, cho nên là tôi khai thác triệt để từ anh ấy. Nên biết thêm nhiều chuyện độc lạ chứ. Thằng này thì quê hương của nó là ở Nha Trang, ở Cam Đức. Cam Đức phải không? Cam Lâm Cam Đức. Ở Khánh Hòa đó. Từ nhỏ thì đi học ở Sài Gòn, cũng giống như là học xong thì làm ở Sài Gòn luôn. Thì ở Sài Gòn anh nói là có nhiều món ăn độ rất là độc, có nhiều nhà hàng rất độc. Rồi anh nói là úi xa, nếu mà tôi về được thì tôi review chắc chắn là bờ lố. Nhưng mà thì cái việc đó vài năm nữa. Nhưng mà trước mắt thì tôi muốn nói các bạn biết là anh vừa mới nói kể tôi nghe câu chuyện vui. Tôi muốn chia sẻ, anh nói là tình cờ anh đi lạc vào một cái nhà hàng cái độc lắm. Bất cứ món ăn nào đó người ta cũng sẽ đặt một cái tên, một cái biệt hiệu cho nó. Đúng ngay cái sở thích của tôi, tại vì các bạn biết mà cái gì tôi cũng thích đặt biệt hiệu hết đó. Thứ nhất là để gần gũi hơn, thứ hai là tạo cái dấu ấn. Thì anh Lâm Mặt Sầu nói là có cái nhà hàng kia, nó là cơm bình dân thôi. Nhưng mà đặt cái tên nghe rất ư là ngầu. Nói tóm lại là những bộ óc siêu việt họ mới nghĩ ra được những cái tên đó. Nói trước một cái tên trước đi. Rồng bay phượng múa. Rồng bay phượng múa. Dễ sợ. Nghe tới đây các đồng minh đã đoán ra món gì chưa? Chứ tôi nhức đầu á. Mà trả lời cho đồng minh biết luôn đi boy. Món rồng gì? Xào tỏi. Rồng muốn xào tỏi. Rồng bay phượng múa. Dễ sợ chưa? Hắt lên phải không? Rồng muốn nó xào xào nó hất lên. Rồng bay phượng múa nhá. Còn món thứ hai nữa. Món đó tên gì? Nói lại nghe coi. Anh hùng xa hỏa ngục. Anh hùng xa hỏa ngục. Vậy thực ra món gì lắm? Cá lóc nướng chuồng. Còn món thứ ba nữa, nói luôn đi. Món đó mà tên gì? Thượng đế sang sông. Thượng đế sang sông. Dễ sợ chưa? Bạn nào mà suy nghĩ ra được tôi kêu các bạn bằng ông nội đó. Thượng đế sang sông. Tôi nghe vô tôi tưởng đâu là cái món gì phải độc lắm, đắt tiền lắm. Cuối cùng thì ra là món con gì, con cua hay là con gì? Con còng á. Con còng, còng. Còng, còng làm gì? Chấm muối tiêu. Mà còng ai mà ăn? Có phải còng không? Con nó giống như con còng vậy đó. Mà tại sao là thượng đế sang sông ta? Tại vì con đó nó ở mấy cái bờ kè, kiểu mấy bờ kè nhưng mà không phải là trong Sài Gòn nha, bờ kè Sài Gòn ăn chết tệ luôn á.
thời tiết ở đây nó kỳ lạ thật á. Cách thành phố chúng tôi khoảng 40 phút chạy xe thôi. Mà hiện tại bây giờ ở thành phố chúng tôi là gần 70 độ F nhé. Mà trong khi dưới này là chỉ có 50 độ F thôi. Cách nhau chỉ có chưa tới 100 cây số mà nó lạnh như thế này rồi. Sáng nay thì tôi mặc chỉ có cái áo phong phanh. Bây giờ ra ngoài đứng đổ xăng nó lạnh quá chịu không nổi, phải vào xe ngồi này. Anh Lâm mặc sao chúng ta than khát nước. Đang đi vào trong đó mua bánh ăn. Ấy nhầm, mua bánh ăn với là mua nước uống. Lạnh quá. Bây giờ đổ xong là anh em chúng tôi tiếp tục lên đường. Mày có cần phải mua nước thông minh không mày? Bộ mặt hai thằng mình nhìn ngu lắm, sao phải mua nước thông minh để uống vậy? Nói chứ mua cái này đi, lát nữa có đồ ăn thì mình nấu trà. Mình đã đi săn lùng quán ăn vặt, mày còn mua thêm đồ ăn vặt nữa. Trà. Trà này thì tôi thích. Có được bạn đồng hành mà nhiệt tình với thằng này được á. Nãy giờ hai anh em chúng tôi đổ xăng xong thì tiếp tục lên đường. Tại vì sắp tới được cái nơi mà chúng tôi đã thấy được ở trên Google đó. Đây là tuy là mấy cái thị trấn nhỏ bé nha, đại khái là vùng quê đó, nhưng mà nó thú vị lắm. Lâu lâu chạy ngang qua một mảnh đất của một gia đình rộng lớn, họ nuôi bò, trồng trọt này nọ. Nhưng mà ở ngay giữa vườn của họ lại có những cái máy đào dầu như thế này này. Có nghĩa là họ có nguyên một cái mỏ dầu ngay trong vườn của mình luôn. Mà chắc chắn là số lượng phải ít. Họ đào kiểu tài tử thôi. Các bạn đã biết là Louisiana người ta chủ yếu là người ta kiếm được nhiều tiền cho cái tiểu bang này là nhờ cái việc mà dầu mỏ đó. Cho nên là mấy cái mỏ dầu á đại trà nằm quanh khu vực này. Nhưng mà ở trong khu vườn mà lại có một cái mỏ dầu, rồi để cho họ đào cái kiểu mà giải trí thế này thì tôi thấy thú vị đó. Thấy chưa? Các bạn coi này. Đây nha, là trong vườn của ông này này. Còn ngay cái chỗ này này, nằm ở giữa đồng ruộng mênh mông thế này cũng có này. Thấy thật. Các bạn có nghe hai cái răng của tôi đánh nhau không? Lành quá. Hai anh em ra cánh đồng này quay không mà Buri mày teo chưa lắm. Qua bên cái cầu kia kìa là mình sẽ tới được cái quán vặt đầu tiên nhé. Đây có cái hồ nuôi codfish này. Codfish này màu xanh này, hiếm lắm boy. Con này là phải mấy chục năm về trước á, ở ngoài hoang dã của Louisiana. Nhóc bữa nay kiếm một con rất là khó. Đẹp trai giống anh Lâm mặt sầu ha. Anh Lâm chỉ thiếu hai cọng rau thôi. Có món bánh mì kẹp codfish nghe lạ đó. Chưa bao giờ thử. 12 đồng, mình mua cái này đi nha. Chắc bự lắm á. Bự lắm. Mình phải cắt ra. Chưa thêm món nữa đi. Ở đây có nhiều món độc lắm. Thịt vịt đó này. Bán cái gì mà burger mà là cua ngộ thiệt. Nóng hôi hổi này, coi này. Tôm nó nướng lên với hành với là ăn miếng thử coi. Tới cái nơi thứ hai rồi xong đem đi mình kiếm một chỗ nào đó lý tưởng mình ngồi mình review luôn. Ở trong này có phô mai gia vị với là codfish nó kẹp ngay chính giữa của bánh mì. Rồi. Để đó, lát nữa mình lấy cái muỗng thần thánh của mình á. Cắt luôn. Cajun crackling kìa. Đó, có con vặt nằm bên đường đó. Vô đó mua rồi đi thôi. Nó có bán codfish nữa boy. Trời lạnh lạnh như thế này, trời đang mưa nữa. Có nên mua vài pound ngồi ăn không? Mua pound, 2 pound ha. Sẵn mình có nhiều đồ ăn rồi. Lạnh quá lạnh. Cái món này giống như là kiểu tóc mỡ của Mỹ đó. Bây giờ họ nói là họ luộc codfish xong rồi nhưng mà họ phải ngâm với là bơ với là cái nước luộc của nó đó. Cho nên họ nói là chờ khoảng 10 phút. 10 phút nữa sẽ xong. Thì bây giờ mình mua được tất cả là 4 món. Cái này là bu đen này, bu đen bo. Giống như cơm vậy đó, giống như bánh tét mà người ta chiên lên vậy đó. Lâm, cái cây đó ở Việt Nam bảo đảm người ta đồn có tin đó phải không? Dễ sợ cái cây. Lạnh quá chịu hết nổi rồi. May tôi sực nhớ ra khi nào trong xe tôi có đem theo cái áo để trường hợp mà ăn đồ mà dính đó thì mình còn có áo mình thay. Vâng các bạn,
đầu tư 30-40 độ đó. Trong vòng mấy tiếng. Xong rồi kìa, coi phải xong rồi đó, đang cân đó. Mua 2 phao thôi, xã giao, nhiều đồ ăn có ăn hết đâu. Hey. Chờ là khói. Yes ma'am. They just finished. Smell good. We have to go find a spot. Xong xuôi, chúng tôi lên đường đi tìm nơi để tọa lạc rồi review. Các bạn đi ăn bờ ăn bụi là như thế này đó. Nãy giờ hai anh em chúng tôi vẫn chạy một vòng để mà kiếm chỗ để mình tới ăn, thì tình cờ sực nhớ ra một nơi xưa rồi. Có lần tôi với thằng Đá Mòn nó từng tới đây đạp xe đạp rồi ngồi review cái loại bạch tuộc đó. Tới rồi. Hơn một năm trời trở lại chỗ này, chút xíu nó chạy bị lạc đó. Nào ngờ tình cờ nhận ra cái đồng hồ này này đó. Mấy lúc tôi với thằng Đá Mòn nó từng tới chỗ này đạp xe đạp này, hai thằng ngồi đó review này, trở lại đây sau một năm, nhưng bữa kia đi ban đêm. Trở lại đây sau một năm, cảnh vật vẫn như xưa, nhưng có điều quanh đây nó ẩm ướt quá, chẳng có cái chỗ nào để cho mình ngồi ăn. Rất may mắn, thằng Lâm mặt sau nhìn thấy nằm đối diện nhà thờ Công giáo là một cái chòi. Hai anh em chúng tôi liền tiến bước. Có chỗ ngồi không? Lý tưởng không? Lý tưởng. được. Phải nói thật với các bạn, lúc đó trời lạnh vô cùng. Dù đang đói meo rau, chúng tôi vẫn chưa có vội ăn, mà liền nấu ngay bình trà để hạ cái buốt. Giới thiệu lại nha, đây là các món ăn của chúng tôi. Quá trời quá đất này. Bù đen. Đây là seafood. Trời ơi, con COVID nè. Trời ơi, sau này đang bán COVID bự vậy lắm. Tôi không ngờ luôn á. Vậy ăn liền đi, mình phải ăn đồ gì cây 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 COVID trước đi, để đỡ lạnh đi. Tuyết. Không, ngắm tươi. Vâng, anh ta không biết gỡ mà đòi đi bày. Ồ, chuyên nghiệp không? Ôi trời. Nước đã sôi. Để đổ hết trà vô luôn nha. Rồi, đợi lại thôi. Đây, bình trà đã xong. Hai cái ly cũng sẵn sàng. Bây giờ tiếp tục cày con fish này cái đã. Rồi xong bay qua những món khác. 2 pound. Nhưng mà tại vì cái con nó lớn quá, cái đầu với cái càng nó nặng á, cho nên tính ra là 22-23 con lắm ha. Được cùng. Rồi, mình vô. Đó, đem qua đó. Trời lạnh cầm ly trà nóng này đó thiệt, đỡ nhiều lắm á. Vô. Đậm không? Nó bỏ hết trà vô luôn rồi. Rồi thưa các bạn có thể nhìn ra được dấp dáng của hai tiên ông. Tóc mỡ nha, tóc mỡ làm kiểu Mỹ này. Thực ra nó lấy cái thịt ba chỉ, nó ráng nó lấy hết mỡ ra, để là cái xác nó dùng rụng này. Ngồi đây được cái view đẹp. Nhìn toàn cảnh dưới kia. Và đây là cái hồ nhỏ nè. Còn sau lưng tôi đây là chỗ này là nhà này. Nhà người ta ở mà có hai cây cổ thụ rồi. Người ta bắt đồ chơi ra cho con cái người ta chơi nè. Ăn hết cái gọi là seafood bo. Bây giờ bay qua bù đen nha, bù đen bo này. Món ăn truyền thống của Louisiana nè. Mày cái tao cái luôn đi. Đó thấy không? Cơm không này? Trong khi ăn thì trà đã hết. Trời lạnh quá.
uống nhiều cho đủ. Quên này, pha đá quái này. À, bây giờ đặt thêm trà lên, lít nước sạch luôn á. Đi xa quá là mấy cái bánh nacho nó bị yếu hết rồi. Hơi uống. Ok, ngon không? Làm miếng đẩy đà lên coi. Đó, vậy đó, bây giờ mình ăn cái đó cho nó sạch sẽ. Đó. Có thêm ớt chua. Đáng lý lúc mà mua xong phải ăn liền. Nó còn nóng nó ngon hơn. Bây giờ nó nguội rồi, bánh nó yếu đi. Mất hết 50% ngon rồi. Hơi uống. Ráng lên boy. Còn có nửa cái này nữa à, ăn cho hết. Món cuối cùng. No rồi, no rồi. Nhưng mà lỡ mua rồi phải review luôn. Bánh mì Cofish nha. Người ta nói bánh mì này mình có thể ăn nguội được. Không sao. Tôi thật sự muốn coi bên trong có gì đó. Nhìn cái màu là biết nó cây cây the rồi đó. Cofish đầy kìa. Nhưng mà nó bự quá. Cái này ăn sao hết rồi. Nặng lắm á. Nặng không? Có khoảng 1 kg không? Nửa ký á. Nửa ký. Vậy là mày với tao một thằng ăn một nửa của nửa ký. Trời lạnh như thế này, mưa thế này mà chim mua nó cùng nhau ca hát, biết các bạn có nghe không? Hát lên điếc tai. Và cứ như thế, thức ăn nằm đầy bụng của chúng tôi. Cái băng giá đã trở thành hư không. Nói nghe có vẻ hư cấu thế thôi, chứ thật ra lạnh đến nỗi chúng tôi phải nghiến đến hư răng. Và rồi vào một ngày thứ năm đẹp trời, cuối cùng thì cha nội Phan Anh Food Truck đã chịu bắt phone. Hai thằng tôi lao lên đường như hai con thiêu thân. Và chúng tôi đã tới. Kính thưa tất cả các bạn, tôi đã nhìn thấy rồi. Cái trò chơi trốn tìm này đã được chấm dứt. Hai hàng lệ của tôi bỗng tuôn ra. Có mấy người Mỹ trắng đi ngang nhìn tôi nên liền tới vỗ về. Nín đi, đừng khóc nữa. Vâng thưa các bạn, cái food truck mà tôi đã săn lùng gần có 3 tháng nay, trời ơi, chính là cha nội Việt Nam. Mà công nhận cha nội này nhìn những Phan Anh đó nha. Tuần trước thì chúng tôi đã kiếm thất bại, tuần này thì đường nào mà anh ta có thể thoát với tôi. Tại vì hôm nay trời đẹp quá rồi nè. À, thì bây giờ chúng ta tiến tới nha. Thằng Lâm quen biết ổng rồi thì mình cũng đỡ. Nghiên cứu thực đơn một lúc thì tôi quyết định kêu liền 3 món. Món đầu tiên là món bánh mì thịt bò, kim chi và trứng ấp la. Món thứ hai là cơm sườn bò. Và món thứ ba là crawfish đặc biệt của anh Long. Tôi gạn hỏi anh Long lý do tại sao lại lẩn tránh tôi. Thì anh ấy gào lên rằng oan ức quá. Chắc do tôi xui nên toàn đi kiếm anh ấy vào ngày trời mưa. Những ngày ấy anh thường nghỉ bán để đi sửa ngôi nhà thứ hai của mình. Anh ta còn tâm sự trước kia làm nghề đi biển. Nhưng cả hai vợ chồng đều đam mê nấu nướng. Mở nhà hàng thì rất là nhiêu khê nên food truck đã ra đời. Có luôn cái phở đuôi bò nè, nhưng mà thứ ba mới có, hôm nay thứ năm cho nên không có. Nhìn ngon quá này. Ồ, tiếc thật. Vậy thì nếu mà còn food truck lần 3 nhé, chắc chắn tôi sẽ trở lại tìm anh Long để mà ăn thử cái món phở đuôi bò này của anh. Cofish thì các bạn đã biết là tôi đã review rồi, nhiều lần rồi. Nhưng mà Cofish của anh Long này rất là ngon, rất là khác biệt. Bây giờ mở ra mình coi cái thùng anh bán như thế này nha. Đây. Úi trời ơi, con nào con nấy bự như con gà mái nè. Coi, cái này Cofish đã tôm hùm vậy. Ăn nhiều rồi nhưng mà thấy thèm lắm. Qua này tỏi này. Thì đại khái là anh bán đây nhưng mà vợ anh đem tới cho anh bán, đúng không? Là tại vì cái food truck này cũng khá nhỏ cho nên anh không có thể nào luộc tại đây được. Đồ nghề cũng hơi nhiều. Thôi anh cho em xin 1 pound nhé. Mặc dù em đang ăn rồi. Nhưng mà mình ăn tại chỗ đi, còn nóng đây này. Các bạn nhìn này. Úi trời, cái mùi Cofish nó ngát hương. Cho em vài con nóng nóng ở dưới đấy là tuyệt vời rồi. 1 pound thôi nhé, đừng nhiều quá anh, ăn không hết đâu. Anh thì không bọc chứ. Tại vì em còn đi quay nhiều nơi nữa, để bụng đi ăn chứ. Các bạn, Coca-Cola. Coca-Cola chẳng có gì đáng khoe. Nhưng mà cái này là tấm lòng của anh Long. Anh Long nói tặng hai anh em tôi.
anh Long còn ưu ái chúng tôi bằng cách tạo cho chúng tôi một cái chỗ để review. Nói thiệt, cái hạnh phúc hôm nay không phải là các đồ ăn này đâu, nhưng mà thật sự là bao nhiêu vất vả, bao nhiêu khó khăn cuối cùng đã kiếm được cái nhà hàng food truck của anh Long. Đã vậy là các món ăn này rất là thân thương. Các bạn biết là Corfish thì tôi đã quay nhiều rồi, chẳng có gì lạ. Tôi đã làm đến 3 video về Corfish, nhưng mà mỗi quán nó có một vị khác nhau. Mà nhất là đồng hương của mình bán thì thực sự tôi muốn ủng hộ, tôi muốn coi thử cái mùi vị ngon thế nào. Thì tôi cũng đã nói sơ sơ rồi, nhưng mà bây giờ mình ăn nóng này, ngay tại nơi này, xúc đầu tiên mà anh Long bán của ngày hôm nay luôn. Nhìn thấy ổ bánh mì không? Tôi hỏi các bạn chứ ông có nội cũng ăn không hết không gì tôi. Cái kiểu này, thịt bò rồi trứng rồi kim chi. Đây, cơm xương còn nóng nè. Đã vậy còn có chỗ này đứng ăn nữa chứ. Ở phía sau lưng cái chiếc food truck của anh Long mà, trước mặt là cái con đường nha. Đây là cái trường BOCC đó, thì đây cũng là một cái trường đại học lớn ở tại thành phố Baton Rouge mà chúng tôi đang sinh sống đó. Thì anh Long đậu đây để mà bán, thì anh nói anh quen biết phải không, anh quen biết cái chủ của cái building này, cho nên anh được đậu đây tự do. Nhưng mà tôi nhắc lại này, một số đồng minh của tôi ở tại Lafayette hoặc là ở tại Baton Rouge này, nếu mà các bạn muốn ăn thử đồ của anh Long thì anh Long sẽ mở cửa 7 ngày một tuần nha. Tôi sẽ để cái đường link Facebook của anh Long ở trong cái phần mô tả, thì các bạn có thể bấm vào để biết được ngày nào anh ấy mở cửa. Chứ anh ấy chỉ đậu hai địa điểm mà thôi, một là ngay đây đối diện với cái ở trường BOCC nhá, đối diện với McDonald nhá, và địa điểm thứ hai đó là nằm sau lưng nhà băng Chase ở trên đường Florida, đối diện với chợ Hồng Kông, chợ Việt Nam của mình đó, là hai địa điểm duy nhất mà thôi. Tôi chẳng có tư cách để quảng cáo cho ai cả đâu, nói thật cái này là tôi thích tôi quay. Bây giờ mình ăn thử này, ngon dở như thế nào tôi sẽ nói các bạn biết. Vô Coca anh Long tặng khổ quá, hình như Coca tặng ngon hơn Coca mua uống ga nó nặng hơn, nhìn nó có vẻ hơi bầy hầy chút xíu. Gì vậy? Anh tẩm ướp ở đây luôn hay là trước khi tới bán anh tẩm ướp ở nhà anh đem tới bán? Ướp ở nhà hả? Nói thật cái food truck của anh Long rất là sạch sẽ. Tại vì nói thật không gian nó nhỏ thế này, nếu mình không chú ý chút xíu là mọi thứ nó rất là bề bộn, rất là dơ. Nhưng mà nhìn không được, không được sạch sẽ. Mà người ta nói những người đàn ông mà sạch sẽ quá không có nam tính. Sao bánh mì quá nhiều, xấu đồ mà ăn kiểu đó là chết á. Đó bây giờ tiếp tục chương trình. Một điều mà làm tôi cảm thấy rất là hãnh diện này thưa các bạn, nước mắm Việt Nam chúng ta bây giờ nó đã len lỏi vào các hang cùng ngõ hẻm của nước Mỹ rồi đó. Là rõ ràng anh Long bán cái chợ này là bán cho học sinh, đương nhiên là người Mỹ là chính. Nhưng mà nước mắm Việt Nam của mình vẫn được người ta chào đón. Đó là một cái sự hãnh diện, thực sự rất hãnh diện. Bỏ lại ha, để về chưa? Bò nướng tươi lúc nãy các bạn thấy rồi, nướng nước mặt tôi luôn. Cái mùi khói, cái mùi gia vị tuyệt vời. Giờ tôi hấp miếng nước mắm rồi. Thấy anh Long tử tế không? Đem thùng rác cho chúng tôi nữa kìa, ăn vụt vô luôn. Mà tôi nói thiệt á, cái chỗ này thực sự rất là lý tưởng. Rồi, xong hai món. Món Corfish, vô luôn. Tôi thích Việt Nam mình luôn. Nó cay hơn của Mỹ, nó thấm hơn. Mỹ thì đôi lúc nó mặn hơn, nhưng mà nó không có vị cay. Mà cay đối với tôi hợp rồi, tôi thích. Nó cay thiệt nha. Tôi múc cái nước á nè. Sạch á, sạch chưa? Lâm mặt sầu đang ngấu nghiến à. Bây giờ mình làm con này, đóng máy khúc này, tại vì anh em chúng tôi còn tiếp tục lên đường. Bờ lúc. Đây là những khúc phim về cái food truck của anh Long. Chúng ta gặp lại trong cái food truck khác. Tất nhiên hôm đó chúng tôi lại chẳng kiếm thêm được một cái food truck nào. Và rồi vào cuối tuần, bầu trời hôm đó lại âm u. Tôi cùng với vợ con lên đường, nhưng cuộc tìm kiếm chỉ đổi lại những cú lắc đầu ngao ngán và với những ánh mắt nhìn nhau thông cảm. Và rồi gia đình nhỏ bé của tôi hình như đã đi lạc tới Đông Hải Long Cung, là tại vì tôi nhìn thấy cái gì rất giống Định Hải Thần Châm, thước bản của Tôn Ngộ Không đó. Trong cái lúc mà chúng tôi đang mò đường ra về thì quá may mắn, một cái vườn có trồng các loại rau củ và một số trái cây nằm ngay ở bên trong một cái tư gia, là một cái gian hàng đang có bà chủ ngồi bán. Nhìn thấy không gian thoáng mát và đẹp, tôi liền xin phép để quay phim, rồi sau đó mua một vài thứ rau củ. Bất chợt tôi nảy ra một ý tưởng, nếu tuần sau tôi cùng với thằng Lâm Mặt Sầu đi kiếm food truck mà lại thất bại thì chúng
chúng tôi sẽ tới đây mua vài loại trái cây rồi đem đi review chơi. Tất nhiên tôi sẽ đem theo một hũ muối ớt. Quan sát cảnh vật nơi đây thì tôi nhận ra có một cái cây cổ thụ thực sự lớn. Phải nói là tôi chưa bao giờ thấy cái cây nào to hơn cây này. Tôi vừa mới hỏi cái bà chủ vườn này, cái cây này đã tồn tại nơi đây bao lâu? Bà nói là 300 năm. 300 năm nha. Nó còn già hơn cả nước Mỹ. Một tuần mới lại đến. Hôm đó là một ngày đẹp trời, nhưng cuộc săn lùng của chúng tôi lại là con số 0. May là tôi có kế hoạch B. Chúng tôi ghé tới gian hàng rau củ và trái cây từ sớm, nên bây giờ anh em tôi, ông Dung ghé vào một cái trạm nghỉ ngơi để thưởng thức trái cây. Có như thế mới không phí một ngày. Hai anh em chúng tôi vừa mới tới được cái chỗ này nè. Đẹp quá. Cái khu nghỉ ngơi. Nhưng mà nó có chỗ cho chúng ta ngồi để ăn đồ kìa. Diễn bơm thật cái giả gì lắm. Quên lên mặt sầu chúng ta kìa. Một ngày đi săn lùng food truck thất bại nha. Nhưng mà thôi, mua được cái hàng trái cây này cũng được. Đã vậy còn kiếm được chỗ này đẹp nữa chứ. Giới thiệu lại này, thơm, dưa lưới, dưa hấu. Dao thì để sắc trái cây rồi. Còn thêm món này nữa này. Rồi chặt đi. Chưa thấy thằng nào bổ dưa hấu xấu với thằng này. Ồ, nhìn ngon thế. Ồ, tao thích dưa hấu vậy nha, nó không có xốp đúng không? Nhìn ngon. Ghét nhất là dưa hấu mà xốp. Cái dao của tao bén lắm mà sao qua tay của mày nó biến thành cái rửa rồi. Bây giờ cắt như thế nào để mà ăn cho nhanh đi. Ừ. Hồi nhỏ thích nhất là ăn khúc này này à. Có nhiều người nói tôi khôn. Nói thế các bạn. Nhưng là tôi không thể nào mà sống dối với lương tâm tôi được. Tôi thích cái khúc này à. Thậm chí mẹ của tôi cũng thường nói tôi rất đẹp trai. Nhưng ngoài đẹp trai ra thì mày còn khôn. Còn hai miếng đó. Sau xe tôi khi nào cũng có để sẵn cái dây để cooler có đá đó. Để về nhà ăn tiếp. Bây giờ mình chơi món nào đây Lâm? Sẵn đang muối, thơm ha, biết bổ thơm không? Dạ vâng, thưa các bạn, chương trình cách thơm của anh Lâm mặt sầu. Thơm chưa ra mà tôi thấy mặt anh ta sầu quá. Yeah, sợ anh chặt. Mày nó sống vào đời nay chứ nó gặp tôi nó làm nghề cắt trái cây chứ. Còn sống vào thời xưa là nó làm nghề đồ tể rồi. Đi chặt đầu người ta. Đó, ngon, trái thơm theo mày vậy là ngon không hay không ngon? Tao cũng chẳng rành ăn thơm. Thực ra trái thơm với trái khóm có gì khác nhau? Cái đó tôi không rành thật, tôi mới hỏi. Hay là hai thứ là một thứ? Trước giờ cũng hỏi vậy á. Không biết trái thơm với lại trái khóm đúng không? Ờ, nếu các bạn biết câu trả lời thì ghi phía dưới comment nha. Trái thơm với trái khóm có gì khác nhau nha. Vâng. Được. Vậy là sao nữa? Mình cầm mình cắn giống dưa hấu luôn à. Nói thiệt chứ đi với thằng này được lắm các bạn. Nó chịu làm. Còn hơn có nhiều thằng á, nó sống theo cái kiểu con nói của ông bà chúng ta đó là đói nằm co còn hơn ăn no vắt nặng. Chẳng thà tụi nó nằm đó tụi nó chẳng chịu làm. Mà thằng này được. Thằng này chịu làm lắm. Đi đâu nó hỗ trợ tôi hết mình. Biết tôi đang quay phim như thế này thì nó ra tay nó giúp. Hỏi mình nói nhiều quá. Mình review miếng thơm đi. Vô. Sạch chứ gì? Sạch rồi. Sao chua vậy? Bị rát lưỡi. Tại sao? Em không biết nữa. Ăn thơm bị rát lưỡi à? Ừ. Lời tụi tôi nghe luôn á. Có đồng minh nào bị không? Chua sao mày ăn hay vậy? Mày cắn miếng nào miếng đấy đẩy đà thiệt. Chua quá. Mày chua mà ngứa lỗ tai luôn á nha. Cái này đem về nấu canh chua thôi à. Chua quá, tôi ăn dưa lưới đi. Ăn nữa tao ăn nổi đâu. Này đây. Tôi làm liều nè. Chấm nhiều chút. Này, chấm nhiều chút này. Có ớt này. Hiếp miếng này nha. Ừ trời ơi. Thôi 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 nha. Đấy. Không ăn thơm nữa. Bây giờ là chương trình dưa lưới. Nhưng mà dưa lưới thì người ta đâu có ăn với muối đâu hả? Ồ, bữa ngang. Thế chứ mày bổ kiểu gì? Tao cũng chẳng rành cái cây đâu nhưng mà tao thấy bổ ngang như vậy nó logic hơn á. Phải thay đổi phong cách chứ. Hả đúng. Vâng thưa các bạn, có nhiều phong cách thay đổi rất là kỳ.
thay đổi xong dễ lấy gì lắm. Qua cái mình nó kìa. Wow, thơm không, thơm không? Hồi nhỏ tăng cà rem tôi thấy cái mùi này thơm này. Mà tại sao họ gọi là dưa lưới mày biết không? Ngoài đây có lưới nè. Cái hạt của nó cũng giống như hạt dưa kìa ha. Y chang mà. Lại thêm một tuần đã đến. Hôm đó, phải nói thật là thời tiết rất dâm đãng, nhưng tôi có một cái niềm vui nho nhỏ, đó là tham gia cùng hai thằng tôi, là biệt thự, thiếu nữ và đặc biệt là thằng em vợ trời sợ. Các bạn thấy không, thằng này đúng là trời sợ, đi sang food truck mà bận quần tây áo sơ mi, rồi giày da nữa chứ. Trong khi mỗi lần nó đi xin việc làm thì luôn bận pyjama. Một lần nữa, chuyến đi hoàn toàn thảm bại, vì mưa cứ tầm tã cả ngày, nên food truck không mở. Và rồi, những bước chân phiêu lãng của chúng tôi đã đi lạc tới West Bank, ngay trong khu chợ Hồng Kông. Chúng tôi nhìn thấy tiệm khô bò Ngọc Quyên. Đọc cái tên là biết ngay món ăn vặt rồi. Thằng em vợ trời sợ của tôi liền an ủi: hôm nay mình không ăn vặt được ở food truck thì vào khô bò Ngọc Quyên ăn vặt cũng được. Tôi nghĩ có lý, coi như đây là khúc bonus dành cho các bạn. Từ ngày đến giờ các bạn đa số thấy các quán ăn vặt của người ngoại quốc, thì ngày hôm nay các bạn hãy theo chân chúng tôi vào quán ăn vặt đậm chất Việt Nam ở Mỹ này như thế nào nha. Vì lúc đó trời vẫn còn đang mưa nên quán không có khách. Khi nhìn thấy anh chủ quán có dáng dấp của một dân chơi, bằng chứng là trên hai cánh tay có xăm những chữ lớp khô bò forever, tôi liền mạnh dạn xin phép được quay phim. Rất may mắn anh ta cho phép ngay. Chắc anh ta nhìn thấy thằng em vợ trời sợ của tôi ăn mặc tươm tất giống như là một producer chuyên nghiệp nên anh ta mới cho phép đó. Không gian ở bên trong rất nhỏ nhưng cực kỳ lôi cuốn, và tôi đảm bảo với các bạn nơi đây có bán không dưới 100 món ăn vặt tuyệt vời. Bánh chuối khô, tôi nói thiệt á, đâu có thua gì ở Việt Nam đâu. Kẹo mè sửng ở Huế tôi cũng có đây nè. Bánh in này, trời ơi, bánh in này. Chà, hồi nhỏ mình nhớ đến Tết nha. Mà ngồi mà người ta thấy mấy người lớn đó họ in bánh đó, thèm. Mít sấy này, thơm sấy này, đủ thứ, đủ các loại kẹo luôn. Bờ lúc, sao khô vô đây thấy khói không? Thấy thích món nào không? Thấy nhiều món lắm không? Qua như một ngày hôm nay mình đi kiếm food truck thất bại nha, nhưng mà cuối cùng đến được cái tiệm này là thành công. Nó thiệt rất thành công luôn. Ôi, quá thiếu nữa kìa. Vô đây kẹo gì cũng chỉ hết. Cái này là xi muội nè. Xi muội. Xi muội sao gọi là tương tử ha. Không biết. Cũng là xi muội luôn. Xi muội nha. Xi muội nha. Xi muội nha. Vậy là nguyên một hàng này đều là xi muội đúng không? Dễ sợ chưa? Có chấm ruột này. Chùm ruột đặc biệt, cấm chỉ, xoài khô, mứt gừng này. Mọi người lớn họ uống trà họ ăn cái này thích. Gừng non cay. Kiwi, kiwi cũng có khô này. Bông thiên lý. À, hồi nhỏ tôi có ăn cái món bông thiên lý xào tỏi phải không Lâm? Có món đó phải không? Bông thiên lý mà mình làm thành cái món ăn vặt, làm thành món ngọt nhá. Mận. Mận là trái quân đó phải không ta? Trái plum. Trái này có phải là trái quân không Lâm? Mày rành hơn tao này. Đúng rồi. Trái quân. Ờ. Tắc chua ngọt. Cái này mình nhìn không chạy nước miếng thì thôi đó. Anh ơi cho em xin chút muối để em review trái cốc được không anh? Được anh ơi. Đó, anh chủ cho. Cho phép là mình mừng rồi. Đi quay phim mà có người cho phép mình quay là hạnh phúc vô không? Nói thiệt. Thử cái này nha. Nhìn cái này chạy nước miếng được nè. Nước miếng nó nổi sặc cổ mà. Tên Ninh vẫn ăn thời gian thôi. Muối ớt tôm của mình. Muối tôm Tên Ninh. Dễ sợ. Mọi người đứng sau nhìn tôi mà đánh chạy nước miếng mà không có hồi gì các bạn. Chưa ai chạy nước miếng. Vô nha. Ăn nguyên hộp luôn. Chút chà nó phê. Ngon quá. Có thể là tôi nhà quen.
Tôi ở ngay tại thành phố Banru cho nên chẳng có mấy món này các bạn. Mà nếu mà ở Cali đồ hay là Miami, Orlando chắc chắn các bạn không có lạ gì mấy món này. Nhưng theo cá nhân thôi, theo cá nhân chúng tôi nhé, món này cực hiếm. Mặt sầu nói mặt sầu sướng quá, qua đây được đi ăn mặt cách giống từ ngày lên ký đó. Ủa chào, ủa chào, ủa chào. Ngon phải không? Thơm á, thơm á. Rất thơm luôn. Bờ lúc. Ủa chào quá trời món, bây giờ tôi không biết review món nào nữa nè. Quá trời quá đất à. Ở đây nó tên là tiệm khô bò, thì chắc chắn khô bò đây phải là cái thứ nổi bật nhất. Bây giờ mình thử khô bò đi. Đây nha, nguyên cái hàng này đều là khô bò đây. Tôi vừa mới trao đổi với anh chủ, tôi nói tại sao lại không đặt tên là quán ăn vặt thì sẽ thu hút giới trẻ hơn. Thì anh nói thật ra cái tiệm này ngày xưa mở ra đó là chỉ có bán khô bò thôi, nhưng mà vừa mới được khuếch trương gần đây mà thôi. Thì bây giờ mình thử khô bò đi. Thằng em vợ trời sợ tôi vừa mới mua mớ này rồi, thì tối nay về nhà ăn tính sau. Vậy cái này chắc là phải khô bò truyền thống. Đúng rồi, khô bò truyền thống này. Bây giờ mình thử nha. Vô đây được tự nhiên mà review. Có mực sợi, mực sợi không khói, mực không rau. Tôi nói thật á, nhiều món quá, bây giờ tôi chẳng biết ăn món nào hết. Bào ngư nha, đó, vô tìm ăn vặt mà có bào ngư vi cá đang hoàng tôi chỉ này. Bào ngư, anh chủ nói là lấy từ Nhật Bản qua nha. Lúc mình nhai vô á, giống như là mực khô, nhưng mà không phải, cái mùi nó không thể nào giống mực khô được. Đó, thơm không? Cà na mà sao người ta gọi là Asian olive, là trái ô liu lắm. Hay, chắc có thể là cái hình dáng nó giống nhau thôi nên người ta mới gọi là Asian olive đó. Thử một trái đi. Đặc thơm không? Vì nó giống trái ô liu. Chua chua. Ăn có cái vị của xí mùi. Ô mai xí mùi. Thời tiết bên ngoài bây giờ xấu, mà rơi vào cái chỗ này là quá sướng. Mà trời mưa thế này mà hên như thế này nè. Mình hên là tại vì trời mưa mà tìm này không có khách. Anh chủ vừa mới làm đem trong nhà bếp ra một món nóng hổi nè. Trang trộn của mình đang trộn đây nè. Còn đây là bánh tráng nướng. Cái món bánh tráng nướng mà thường nay nổi tiếng Sài Gòn đó phải không? Còn cái này anh? Cái đó là bánh mì nướng muối ớt. Bánh mì nướng muối ớt? Dạ. Quả đã. Món gì đó? Lạ lạ. Quả lạ luôn. Lần đầu tiên trong đời tôi được ăn luôn. Thằng Lâm thì không có gì lạ rồi, tại vì như các bạn biết nó mới Việt Nam qua. Nhưng mà theo tôi với thằng em vợ thì lần đầu tiên làm từng miếng như miếng pizza luôn. Nó gọi là cái gì ạ? Pizza của Việt Nam. Cái này đúng là pizza của Việt Nam. Ngon hơn à? Thích không? Quá lắm. Dính nhậu. Hoặc là các chị em phụ nữ mà vào đây là thực như lời vào thiên đàng luôn à. Ê, con kia đi ra mày. Mày đứng mày chào cô chú vậy đó hả? Cùng cô chú đi rồi đi vô khác cái đây đi ăn này. Rồi đi lui. Khỏe kìa. Thôi đi lui đây đi review đồ ăn này. Tao quá. Mango nada. Cái món này là món nước giải khát của... Có hot sauce của Mỹ nè. Oh wow. Là giải khát nhưng mà lại có ớt hả anh? Chua ngọt cái cây. Wow. Đúng là Mexico á. Có nghĩa là sinh tố của Mexico nha. Còn các bạn có thể thấy này, có muối ớt này. Món này là bánh tráng gì anh ơi? Bánh đa trộn. Bánh đa trộn nha. Bên này là món bánh đa trộn thì quá quen thuộc với các bạn biết rồi. Có xoài trong kìa. Có nhiều người làm thử rồi. Tôi chẳng hảo món này. Nhưng bây giờ mình thử đây. Làm gì phải không? Làm gì? Ngon lắm. Làm gì? Nhưng mà tôi không phải là fan của cái món này. Chúng tôi là fan của món này. Bánh đa trộn thì giống như bánh đa trộn này. Là bánh đa thì nó nướng lên. Cũng có xoài này. Vô nha. Tôi thấy cái này ngon hơn bánh đa trộn. Tại tôi thích cái vị giòn á, giòn rùm á. Ngon không? Chưa ăn món này vào. Huyền ơi ăn gì đó con? Ngon không? Hả? Con tự cân bằng tay con à? Vô đây cũng thử đầy món nè. À có một thông tin quan trọng nữa nha, cần phải chia sẻ các bạn nha. Tất cả mặt hàng ở đây là làm ở tại Mỹ. Review nãy giờ bao nhiêu món nha.
Rồi bao nhiêu món bánh tráng, bình bánh đa trộn rồi các bạn thấy. Bao nhiêu thứ mang về, rồi nước sinh tố. Tất cả mọi thứ 48 đồng. Quá rẻ. Rẻ đây là tôi nói là cái cơ hội mà mình được vào quay phim á, mình được vào review đó. Nói thật là nãy giờ tôi mà review các món không là hết 50 đô rồi. Chứ đừng có nói là đồ mua đem về. Đã vậy anh chủ còn làm cho 3 ly nước mát đây. Thật ra thì lần đầu tiên tôi nghe cái từ nước mát luôn, nhưng mà trong này nó có aloe vera phải không anh? Dạ không, cái nước này nhà nấu ra. Mình có jelly. Jelly. Có rainbow jelly, có mango, có strawberry, có lychee với lại có hột é. Người ta có câu là đồ miễn phí không bao giờ là đồ ngon. Nhưng bây giờ trước mặt anh chủ mình phải nói thật lòng thôi. Uống vô mát liền ha. Có đá mà uống vô bỏng lưỡi kỳ lắm nha. Nó thơm hả? Nó vẫn thơm mà nó vẫn mát. Lâm, khui giùm tao là tao uống rồi. Tao nói thằng này nó review feel lắm mày ơi. Nhiều khi có anh chủ đứng đây nó ngại, nó không dám nói thật lòng của nó. Mình phải thử mới biết. Nước mát nha, lại này. Thơm phức. Nó thơm. Nó thơm cái mùi gì ta? Như dưa bơ. Cái độ ngọt là tự nhiên, không có mình bỏ đường mình nấu cho cái độ tự nhiên nó ra. Nó thơm quá. Nó thơm biết mùi lá dứa phải không anh? Dạ đúng rồi. Mùi lá dứa à, rất ngon, rất ngon. Này, mua cái ly xong rồi đóng lại bao ni lông như thế này này. Đem sugo. Ngon quá. Rời khỏi khô bò Ngọc Quyên, khi chúng tôi đã hết sức để review, một lần nữa tôi xin được long trọng giới thiệu cái quán này cho các đồng minh thân yêu của tôi đang sống ở Mỹ nhé. Hễ có cơ hội tới với West Bank thì ghé vào. Tôi sẽ để địa chỉ ở trong cái phần mô tả của video này. Và đó là tất cả những hình ảnh của video quán ăn vặt kiểu Mỹ, tức Săn Lùng Food Truck 2. Thực ra thì tôi còn muốn quay thêm vài quán nữa kìa. Nhưng thưa các bạn, video đã quá dài và đã bị ngâm quá lâu, sắp lên men luôn rồi. Cho nên chúng ta kết thúc ngay đây nhé. Nếu video này một lần nữa được các bạn hưởng ứng nhiệt liệt đến nỗi biến thành liệt sĩ, thì Food Truck lần 3 sẽ ra đời. Còn bây giờ, tôi xin được chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong một video sắp tới.